Đại gia Cà Quang Thường này đang ngồi ở một cái restaurant nhìn ra cái khu shopping center lớn nhất của Dubai đây. Ai đây? Ai đây? Emily. Ai cả? Này không có túi, nó phải chế cái túi bên hông để bỏ đụng tay vô hả? Đây, gia đình Quang Thường đã hội nhập vào xã hội của thế giới Ả Rập nha. À, hôm nay gia đình tìm được cái ông tour guide người dân ở đây là trông cân quen nha. Hôm nay ông sẽ dẫn đi tham quan Dubai đây.